Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Vào dịp cao điểm du lịch hè, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Ban An toàn giao thông các cấp mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, các khu điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị theo dõi những tin tức, sự kiện giao thông nổi bật trong tuần qua. Mới đây, dưới sự chủ trì, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ hội nghị trực tuyến trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thi công các dự án đường bộ cao tốc được tổ chức trực tuyến tới 37 điểm cầu các tỉnh thành có triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Hội nghị đã nhận được 13 ý kiến từ các bộ ngành địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án cao tốc, cách làm hay trong công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện phê duyệt tổng mức đầu tư, ký kết các phụ lục hợp đồng, công tác kiểm tra giám sát đơn vị thi công. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị tư vấn có năng lực. Những chính sách thu hút doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia theo hình thức PPP, BOT, giải pháp đột phá trong phân cấp, phân quyền, thủ tục đầu tư, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ khẳng định, việc thực hiện các dự án đường bộ cao tốc ở mỗi địa phương có những đặc thù khác nhau, bởi vậy cần thiết có những buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm, bài học rút ra từ thực tiễn quản lý, đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng công trình, trong đó báo giá vật liệu xây dựng sát thực tế. Ủy ban Nhân dân các tỉnh phối hợp tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng của các dự án, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đảm bảo sự minh bạch, theo nguyên tắc không chia nhỏ dự án, đầu tư dàn trải, manh mún, không để xảy ra tình trạng bán thầu sai quy định. Tập trung thu hút doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia theo hình thức PPP, BOT. Đối với các dự án đã được phê duyệt tập trung triển khai nhanh, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh đội vốn bất hợp lý. Tiếp tục rà soát, xây dựng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tránh chồng chéo, ban hành các chính sách đặc thù cho các dự án, mở hành lang pháp lý thông thoáng để rút ngắn thời gian triển khai các dự án, góp phần thực hiện mục tiêu của chính phủ đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Theo Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng, việc tu sửa nâng cấp một số đoạn tuyến của cung đường đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc sẽ chính thức tiến hành từ tháng 6 năm 2023 với kinh phí khoảng 39 tỷ đồng. Đèo Khâu Cốc Trà nằm trên quốc lộ 4A dài 2,5 km. Đây là cung đường độc đạo nối xã Xuân Trường với trung tâm huyện Bảo Lạc. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, một số hạng mục chính được triển khai đó là mở rộng các đoạn cua tạo ra tầm nhìn, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, xây dựng mặt bằng trên đỉnh đèo làm điểm dừng chân cho du khách check-in, nơi kiểm tra kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông trước khi xuống đèo. Ngoài ra, một số điểm sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở đều sẽ được xử lý, mặt đường cũng sẽ được trải nhựa lại toàn bộ. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đã có quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công. Hiện nay, nhà thầu đang tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, tiến hành thi công công trình trong tháng 6 này. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật lực, triển khai các hạng mục cải tạo, nâng cấp mặt đường và các hạng mục phụ trợ khác theo quyết định. Công trình được tu sửa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giúp việc đi lại giữa huyện Bảo Lạc và các vùng lân cận trở nên dễ dàng, thuận tiện, rút ngắn thời gian hơn. Đồng thời cũng là điều kiện để đèo Khâu Cốc Trà trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách, trở thành biểu tượng của huyện Bảo Lạc.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Cao Bằng đón trên 788.000 lượt khách du lịch, cho thấy sự khởi sắc trở lại của du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khách du lịch gia tăng đồng nghĩa với phương tiện và người tham gia giao thông tăng, đòi hỏi cần phải tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu điểm du lịch, đặc biệt là trong dịp cao điểm hè như hiện nay. Khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, những ngày này khá đông du khách, đặc biệt trong những ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan tăng cao so với ngày thường. Tuy lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh khá lớn, nhưng nhờ chủ động nắm tình hình và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông là một nhiệm vụ cấp bách và đặc biệt quan trọng. Công an huyện bám sát sự chỉ đạo của công an tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy chính quyền, ban an toàn giao thông huyện, xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Với vai trò nòng cốt, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn. Theo dự báo, mùa du lịch hè năm 2023, lượng khách đến tham quan du lịch tại huyện Hà Quảng tăng cao, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông lại càng được lực lượng cảnh sát giao thông địa phương chú trọng và triển khai chặt chẽ hơn. Các đội nghiệp vụ tăng thời gian tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, không để ùn tắc giao thông cục bộ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, điểm rẽ vào khu du lịch, các đội cảnh sát giao thông ứng trực phân làn, phân luồng phương tiện lưu thông an toàn. Cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp chặt chẽ với công an các xã phường thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở không để hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ xe đúng nơi quy định. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng cán bộ cảnh sát giao thông luôn duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo cho du khách tham quan an toàn. Do cái đặc thù của địa phương, thường xuyên có những đoàn khách du lịch đến viếng thăm, rồi thì bà con đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào dịp cuối tuần, rồi các tổ chức sự kiện lễ hội của các đoàn thể, dẫn đến là cái công tác đảm bảo trật tự giao thông của chúng tôi thì cũng phải diễn ra là thường xuyên, liên tục. Đối với các vụ tai nạn có liên quan trên địa bàn thì đa phần qua thống kê, khảo sát thì chúng tôi nắm được là lỗi thứ nhất là đi không đúng phần đường. Thứ hai nữa là liên quan đến tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn, thì với tỷ lệ khi xảy ra trên địa bàn thì tỷ lệ nó cái lỗi này là cao. Thế nên là chúng tôi tập trung xử lý các lỗi như trên và tập trung đúng cái đối tượng, đúng thời gian và địa điểm, những cái địa điểm mà thường xuyên diễn ra tai nạn để triệt để xử lý và hạn chế tối đa tai nạn xảy ra. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, công an huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ đối với các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các khu dân cư, đồng thời tích cực phát tờ rơi hướng dẫn người dân, du khách kỹ năng tham gia giao thông, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, phổ biến luật giao thông đường bộ, thông tin các vụ tai nạn, xử lý vi phạm cho người dân, nhằm nhắc nhở, nâng cao nhận thức của người dân. Ngoài khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, với vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ, tỉnh Cao Bằng còn nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác như Thác Bản Dốc, Núi Mắt Thần, Hồ Thăng Hen, đèo Khao Cốc Trà thu hút số lượng lớn khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, với những cung đường liên tục có những khúc cua thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Với trách nhiệm của lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ nay đến cuối năm, đặc biệt là đợt cao điểm du lịch hè, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chú trọng các tuyến giao thông dẫn vào các khu du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm, trong đó tập trung xử lý từ gốc đối với các nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, gồm vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ trên đường bộ, cơi nới thùng xe và chở hàng hóa quá khổ, quá tải,
lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, các hành vi chuyển làn, sang đường sai quy định, chuyển hướng không có tín hiệu báo trước, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời, tổ chức lực lượng hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm nút giao thông quan trọng, không để tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng sẽ cử lực lượng phối hợp với công an các địa phương, mở rộng địa bàn tuần tra kiểm soát ở cả các tuyến đường huyện, đường xã, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân và du khách đi lại thông suốt, an toàn. Hiện nay chúng tôi đang tham mưu và xây dựng các cái kế hoạch để triển khai thực hiện chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các cái biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thì thời gian từ nay đến cuối năm, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các cái tổ chuyên đề về công an các huyện, thành phố để kiểm tra, kiểm soát ở trên các cái tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường liên xã. Đây là cái nội dung trọng tâm mà chúng tôi sẽ triển khai thực hiện. Và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng để tăng cường về công an cấp huyện, cấp xã để phối hợp thực hiện. Làm sao đó từ giờ đến cuối năm, tình hình tai nạn giao thông có những cái chuyển biến tích cực hơn so với thời gian đầu năm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa du lịch hè năm 2023 và thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã xây dựng nội dung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chỉ rõ các lỗi vi phạm để người dân nắm bắt được, không làm cho có và mang tính hình thức nhằm xây dựng văn hóa giao thông bắt đầu từ ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông tới từng thôn xóm. Chỉ đạo đôn đốc các lực lượng chức năng, lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, kiểm tra phòng ngừa một số loại tội phạm trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm về du lịch với mục tiêu tạo điều kiện cho người dân đi lại vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cao Bằng an toàn, thân thiện, mến khách. Bên cạnh những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, không chỉ trong dịp cao điểm du lịch hè mà trong cả năm 2023 và những năm tiếp theo. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.